vị Phật nào giúp tịnh hóa mọi nghiệp chướng tai ương? Trong truyền thống Phật giáo, Đức Kim Cương Tát Đoả là vị tôn chủ duy nhất có thể tiêu trừ hết thảy tội nghiệp. Trước khi thành Phật, Ngài có lời thệ nguyện: Nguyện khi ta chứng đắc được Phật quả vô thượng, nếu có chúng sinh gây ra năm tội ác hủy hoại lời thề ta muội, một khi họ có thể nghe danh hiệu của ta mà tỏ lòng thành kính, tụng niệm bách tự minh chú, thì tất cả nghiệp chướng được quét sạch. Nếu nguyện này không thành, ta sẽ không chứng đắc được vô thượng bồ đề. Ta nguyện ở trước kẻ phá giới thì tất cả tội chướng của kẻ đó đều được vô tịnh. Tay phải Ngài cầm chày kim cương có sức mạnh phá tan 10 loại phiền não, tay trái cầm chuông kim cương biểu thị âm thanh pháp bát nhã, cảnh tỉnh tất cả chúng sinh về khổ nạn luân hồi. Ngài là vị Phật tượng trưng cho tâm bồ đề vững chắc không suy suyển. Đây cũng là con đường cần thiết phải trải qua để đạt được vô thượng bồ đề.